cảnh. Quán nhìn đời như vậy, thần chết không bằng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Châu Quậy Tử Vương Khó Dò. Bản phổ thơ của Hòa Thượng dưới Đức Già nghe mất đôi mất rồi. Dạ, kính mời chị. Dạ kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ đại chư đại đức tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc câu Pháp Cú số 100 và 170. Giá tha phúc phúc lá khâm bát xê giá tha bát xê ma chi cầm e văn lô cầm a quê khá tăng mắt cú ra cha nắp sát tí. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, cảnh nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Và đó là một bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hãy xem bọt nước lao sao, hãy nhìn ảo ảnh chim bao chập chừng, thế gian hoa đốm mộng trường. Thấy thấy được như vậy, tử vương khó đòi. Và tha phu phu là khâm ba sen, và tha ba sen mà chỉ mà rỉ chi khâm e văn lô cầm à quên ca tăng ma cu ra giang na pan sa tiên. Dạ tha phu phu la khâm ba sen, dạ tha ba sen ma ri tâm e bam lô khâm e ven ca tăng ma cu ra gia na pa an tiên. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh uyển, hãy nhìn như cảnh uyển, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hãy xem bọt nước lao sao, hãy nhìn ảo ảnh chim bao chập chờn, thế gian hoa đốm mộng trường. Thấy được như vậy, tử vương khó đòi. Và con đã đọc và kệ xong câu Pháp Cú số 170. Và bây giờ trên màn hình Tâm Phương có thấy cô Tự Mẫn. Và xin mời cô Tự Mẫn ạ. Dạ Nam mô Bố Tha Giá. Dạ em ơn xin nhật quỳnh cho em được tín hiệu. Con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và đại đức Pháp Tính, cùng đơ xích Cảng Đồng và xích Nghe Pháp, xích Lạc Lê và Su Khá Đức Khá cùng anh chị em trong đạo tràng. Con đọc bài 170. Yatha bhu bhu la kang pha se yatha pha se mari chi kang e wang lo kang a wet kang tang mak chu ra ya na pha sa ti yatha bhu bhu la kang yatha pha se mari chi kang e wang lo kang a wet kang tang mak chúc ra già na pa sát ti ya tha bụp bụ
La càng phát xệ, giác thà phát xệ, ma rì chi càng. Ê hoàng lô càng, a quét khăn tăng, mắt chú ra già, na phát xa tí. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn. Quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Hòa thượng Thích Minh Châu. Hãy xem bọt nước lao sao, hãy nhìn ảo ảnh chim bao chập chờn, thế gian hoa đốm mộng trường, thấy được như vậy tự vương khó dò. Hòa thượng Giới Đức. Giác tha bụp bù la băng la căng ba xê giác tha. Con xin sám hối, con đọc lại. Giác tha bụp bù la căng ba xê giác tha ba xê ma ri chi căng. Ê quặng lô căng à quệt khăn tăng mặt chú a ya na phan sa ti giặc thả bụng u là căng pa xê giặc thả pa xê ma ri chi căng. Ê quặng lô căng à quệt khăn tăng mặc chu ra gia na phan sa ti giặc tha bùm bu là căng pa xê giặc tha pa xê ma ri chi căng. Ê quặng lô căng à quên khăn tăng mặc chu ra gia na phát xa giặc tha bụt vu la căng phát xê giặc tha phát xê ma ri chi căng. Ê quăng lô căng a quên khăn tăng mặc chu ra gia na phan sa ti giác tha bụm bu la căng phan sê giác tha phan sê ma ri chi căng. Ê quăng lô căng a quê khăn tăng mặc chu ra gia na pha sa ti giác tha bụm bu la căng pha xê giác tha pha xê ma ri chi căng. Ê quăng lô căng a quệt khăn tăng mặc chu ra gia na pha sa ti hãy nhìn như bọt nước như cảnh huyễn quán nhìn đời như vậy thần chết không bắt gặp. Hòa thượng Thích Minh Châu. Hãy xem bọt nước lao sao, hãy nhìn ảo ảnh chim bao chập chờn, thế gian hoa đốm mộng trường, thấy được như vậy tử vương khó đòi. Hòa thượng Giới Đức. Dạ, con từ mẫn con thành thật tri ân quý sư và quý đạo tràng cùng quý sister và cô bác anh chị em trong đạo tràng. Con từ mẫn con xin xuống bích dạ nhiều mít lại cho quý đạo hữu kế tiếp. Sa-tu-sa.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sư Từ Mẫn. Nam mô Bụt Thầy, dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Mẫn cùng Chư Tôn Đức vừa qua vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sư Rạng Đông, cảm ơn Sư Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, hai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ hướng dẫn cho chúng con ôn bài Pháp Quốc Kinh số 170. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sư Từ Mẫn, Sư Tâm Phương vừa nghe Pháp, Sư Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì chúng con đã đến giờ học bài mới là câu Pháp Cú Kinh số 171. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư. Nhật Quỳnh bi em không thấy Tâm Phương trả lời nên Nhật Quỳnh xin phép được thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Dhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Dhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Dhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, rổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm điên giận ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hầu dư niết bàn. Rồi từ đoạn giao pháp 45 hạ giáp vẹn còn. Một lòng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân hậu cập, đã mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa cao Pháp Cú Kinh số 171. Dạ, sa thủ đành thai Nhật Quỳnh kính cảm ơn Trích Rạng Đông đã cho bài học. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an tiến quá. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bà. Chết rồi, vừa vô đâu chỉnh quên rồi.
là la. Video đâu chỉnh quên được kìa. Vì đó. Quý sư nghe quý vị nói hơi nhỏ, thành ra đó là đang tìm cái đường vô để chỉnh một cái mà sao tự nhiên cái của mỗi lần rồi nó không ăn ha. Quý vị nói nó nhỏ quá, thành ra đó là chúng tôi vô chỉnh cái mic cho nó to lên cái. Mà nhấp cái con chuột hoài nó không ăn. Giờ mới được. Dạ yeah, rồi giờ chắc là ok rồi. Lễ thượng tọa minh hạnh đại đức pháp tính cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 171. Chúng ta được đọc qua câu kệ này 2 lần rồi, sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ: E tha pa sa thi măng lô căng. Đoạn thứ hai: Chit tăng ra cha ra thù ba măng. Đoạn thứ ba: Yatha ba la vi si đàn tí. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Nát thị sang go vi cha na tăng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của 4 đoạn này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, ê thác. Cái từ này chúng ta thường nghe ở trong cái cụm từ là ê hít phí cú hoặc là ê thác phí khá quê. Là lại đây này tỳ kheo. Chữ ê thác là số nhiều. Chữ cho ngôi thứ hai số nhiều. Nhưng mà đôi khi đó, thì người ta cũng dùng cho cái thể trịnh trọng. Thành ra đó là cũng dùng ở cái ngôi thứ hai số nhiều này. Thì trong trường hợp này đó, Đức Thế Tôn Ngài sử dụng cho vị vương tử. Ngài gọi vị vương tử. Thì thành ra là sử dụng cái văn trịnh trọng. Ê thác hay là hãy đến. Pasati măng đây là một hợp từ, chúng ta tách ra pasatha cộng với lại im tí mà chia theo khả năng cách ngôi thứ hai nhiều, thành ra chúng ta thấy có cái hình thức là thác. Pasati là thấy. Ý măng, đây là một cái chỉ định từ, có nghĩa là này. Lô căng là đời hay là cõi. Lô căng là đời này. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 2 từ. Từ đầu tiên chích tăng,
Chích tăng ở đây đó là tính từ bổ nghĩa cho ra chắc ra thắt. Thành ra cái chữ chích tăng ở đây đó chúng ta không có dịch là tâm, mà chữ chích tăng ở đây chúng ta dịch đó là đẹp đẽ, là lộng lẫy. Ở trong câu kệ này ngài hòa thượng ngài dịch đó là lộng lẫy, đẹp đẽ lộng lẫy. Từ thứ hai ra ra chá ra thu ba măng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra ra chá ra tha cộng với là upama upama upamang. Upama upamang. Ra chá ra tha đó cũng lại là một hợp từ nữa, chúng ta tách ra là ra chá cộng với là ra tha. Ra chá là vua, ra tha là chiếc xe, upama là ví dụ hay là ví như hay là giống như. Dịch cái cụm từ ra chá ra thu ba măng đó chúng ta sẽ được cái nghĩa đó là giống như xe của vua hay là ví như xe của vua. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba có ba từ, từ đầu tiên dắt thá, đây là một cái trạng từ. Trạng từ này có nghĩa là ở đó, ở chỗ đó. Ba la. Ba la mình dịch đó là người ngu. Hoặc là mình có thể dịch là người ác ngu. Rồi từ cuối cùng quý si đàn tí. Quý si đá tí mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là anh tí. Quý si đá tí có nghĩa là lúng 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 xuống, chìm đắm. Lúng xuống chìm đuống, chìm xuống chìm đắm. Ngài hòa thượng ngài dịch đó là tham đắm. Chúng ta bước sang đoạn tiếp theo. Đoạn thứ tư, từ cuối cùng, từ đầu tiên, nách thí, có nghĩa là không có. Từ thứ hai, sang gô. Sang gô có nghĩa là sự bám níu, sự quyến luyến. Sự bám níu, sự quyến luyến. Từ cuối cùng quý cha na tăng, quý cha na tăng đây là một cái hiện tại phân từ quý cha nam tác, mà chia theo cách thứ tư, thành ra nó có cái hình thức là quý cha na tăng. Từ cái động từ là quý cha na tí, quý cha na tí mình dịch ra là tuệ tri, hay là hiểu biết. Thì hiểu biết rõ ràng. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi. Ê tha pa sa thi măng lô căng. Hãy đến nhìn cuộc đời này. U ba măng giống như hay ví như ra cho rắc thá là xe của vua, chích tăng được trang hoàng lộng lẫy. Hãy đến nhìn cuộc đời này,
giống như chiếc xe của vua được trang lộng lẫy. Giáp thác ở đó, ở chỗ đó, ba la những người ngu hay là những người ác ngu, đam tí, quý si đam tí, quyến luyến để thụ động để nghe hay hơn, là bị quyến luyến hay là bị dính mắc. Nách thí không có, xăng gô nắp thí không có, tăng gô sự quyến luyến hay là sự vướng mắc. Quý cha nó tăng đối với bậc tuệ tri hay là đối với người hiểu biết rõ ràng. Rồi, đó là toàn bộ ý nghĩa và từ vựng và việc danh, việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 171. Kính Tri Ân Xích Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 171. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Bhuttang Phakkhavantang Abhivadami Svakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sangkhang Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại Râm Pháp Quốc Kinh chuyên đề Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 171. Câu kệ này nằm trong phẩm Lô Cá Quắc Gá, phẩm Thế Gian. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại quê Lúa Ná, đề cập đến Hoàng tử A Phá Giác. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại tiền, một lần nọ Hoàng tử A Phá Giác vâng lệnh của vua cha, vua Bimbisara, ra biên cương để dẹp loạn. Thì hoàng tử đã chiến thắng được quân giặc và ca khúc khải hoàng hồi triều. Lúc bấy giờ vua Bimbisara vô cùng hoan hỷ, cho nên đã mới thưởng cho hoàng tử được làm vua 7 ngày. Ngoài ra đó còn thưởng cho hoàng tử một cô ca kỹ rất là xinh đẹp. Hoàng tử A Phá Giá đã thụ hưởng cái sự sung sướng của một vị đế vương trọn 7 ngày. Hoàng tử này không có rời khỏi cương vị. Và đến cái ngày thứ 8 đó, thì hoàng tử mới ra sông tắm rửa cho nó sạch sẽ. Thì khi đó đó, hoàng tử cũng đem theo cô ca kỹ đó. Tắm rửa xong, hoàng tử cùng với tùy tùng và cô ca kỹ này đến giường thượng quyển để mà thưởng ngoạn cảnh. Và đồng thời cũng nghỉ ngơi luôn ở đó.
Thì khi thượng thưởng ngoạn là nghỉ ngơi đó, thì dĩ nhiên đối với hoàng tử mà, và bây giờ đang là vua, cho nên đó là rượu chè nè, rồi có người đẹp ca múa. Thì cái cô ca kỹ này nè, trong lúc đang biểu diễn nghệ thuật múa hát giúp vui cho cái vị vương tử này như vậy đó, thì không may một cái ngọn gió độc nó đã xâm chiếm vào cơ thể của cô ta và nó đoạt đi cái mạng sống của cái cô ca kỹ này. Thì xin thưa với quý vị đó, mặc dù chỉ vỏn vẹn có 7 ngày thôi, và cái cô ca kỹ này đó là món của vua cha ban, nhưng mà hoàng tử Apayá này đó vô cùng quyến luyến cô này, vô cùng ái luyến cô này, vô cùng yêu thích, thích thú cái cô này. Cho nên đó, bây giờ cái cô này cổ chết đi đó, thì hoàng tử vô cùng đau khổ, tuyệt vọng. Đau khổ tuyệt vọng. Và khi mà đau khổ tuyệt vọng cùng cực vậy đó, thì có lẽ do túc duyên đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp quá khứ đó, do đó đó mà hoàng tử đã khởi lên một cái ý nghĩ đó, là trong cuộc đời này không ai có thể làm vơi đi nỗi buồn này của ta ngoại trừ Đức Phật. Khi nghĩ vậy thì bắt đầu hoàng tử mới đi đến chùa yết kiến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi đảnh lễ xong, bây giờ Đức Thế Tôn ngài hỏi: này vương tử, vì sao ngươi lại sầu não như vậy? Vương tử Apayá mới trả lời là: bạch Thế Tôn, con sầu não bởi cái sự tiếc thương nàng ca kỹ diễm lệ của con đã chết. Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói: này vương tử, nước mắt mà ngươi khóc cho cái nàng ca kỹ ấy đó, nếu mà gom lại đó thì cũng nhiều hơn cả nước ở trong bốn đại. Nhưng mà ngươi đâu có biết được điều đó. Thì nghe nói như vậy, bây giờ hoàng tử cũng vơi đi một chút buồn sầu, xin thôi. Thì sở dĩ mà vơi đi đó, thì hoàng tử này cũng là một cái bậc đại trí. Bậc đại trí, cho nên qua qua cái lời dạy đó của Đức Thế Tôn đó, mới ngẫm ra, mới ngộ ra, mới thấy ra được. Khóc lóc nè, sầu não nè, tiếc thương đó, đó là vô bổ, là không có đúng. Thì thành ra đó là cái tâm sầu não đó nó mới vui, nó mới nhẹ đi. Thì lúc bấy giờ hoàng tử mới trở lại trạng thái tâm quân bình, không có quá khổ mà cũng không có quá vui. Thì nương theo đó, Đức Thế Tôn này thuyết lên một cái câu kệ: ê tha pa sa thi măng lô căng. Xin lỗi quý vị, trước đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy tiếp, ngài nói: này hoàng tử, ngươi chớ có nên sầu nữa, vì cái việc sầu khổ đó đó là nhân sa đọa của kẻ ngu. Sau khi nói vậy xong, ngài mới ngâm lên câu kệ: ê tha pa sa thi măng lô căng, chích tăng ra cha ra thù pa măng, giáp tha ba la quý si đàm tí, nát thi sang go quý cha na tăng. Câu kệ này được ngài hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm sai.
Đồng thời khi nãy bà con chư Phật tử chúng ta cũng đã được nghe chúng tôi chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Rồi chúng tôi lại xin được đọc cho quý vị nghe thêm một cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu được các MC post lên ở trên Zoom. Ngài Hòa Thượng Giới Đức dịch: Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long xa mỹ lệ lụa đào gấm hương. Mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không. Để qua ba bản dịch này là ba chỗ tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài dạy. Thì bây giờ chúng tôi mới xin được dùng cái sự hiểu biết của mình về Phật Pháp để diễn giải ý nghĩa chi tiết chiều rộng theo chiều rộng và chiều sâu của cái câu kệ này. Giúp bà con chư Phật tử chúng ta, những ai có thể hiểu được, chúng ta hiểu cái câu kệ này, rồi từ mà chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ có được lợi lạc từ việc nghe Pháp, lợi lạc từ việc thực hành theo Pháp. Hiểu rõ ràng, thấu đáo, thực hành đúng đắn thì chúng ta có thể thành thánh. Thì đó là cái lợi lạc cao nhất của việc học Pháp, hành Pháp. Thì câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài dạy cái gì? Đoạn 1: Ê tha pa sát thi măng lô căng. Hãy đến nhìn cuộc đời này. Động từ pasati và pasatha là thấy, là nhìn, là quan sát. Thì thấy, nhìn, quan sát cái ý măng lô căng cuộc đời này. Vậy thì cuộc đời này mình hiểu là sao? Thế gian 31 cõi này đó là thế gian hay là cuộc đời rộng. Còn cái thân ngũ uẩn, thân người mình đây nè, mình đây nè, là thế gian hay là cuộc đời hẹp. Vậy thì cái chữ lô căn ở đây mình hiểu đó là năm uẩn, là chúng sinh, là con người của mình. Vậy thì nhìn thấy quan sát thân năm uẩn này đó là như thế nào? Xin thưa, đối với người còn bị vô minh che đậy đó, thì nhìn cuộc đời này hay là nhìn thân ngũ uẩn này bằng một con mắt khác. Còn đối với người mà màn vô minh sắp sửa bị vén hoặc là đã được vén, thì nhìn cuộc đời này hay là nhìn cái thân ngũ uẩn này bằng một con mắt khác. Từ cái chỗ đó đó mà chúng ta hiểu ra nhìn cuộc đời này bằng hai loại con mắt. Một là nhìn bằng loại con mắt có mang kính màu, và nhìn bằng loại con mắt như thật không có mang kính. Giờ thì bằng con mắt có mang kính là như thế nào? Xin thưa, đó là con mắt của người vô minh ba la. Thì vì nhìn đời bằng con mắt mang kiến màu, thì lúc bấy giờ đó chúng ta mới thấy đó là cuộc đời này nè, nó có cái đẹp và nó có cái xấu. Và cái đẹp cái xấu đó là vì do cái trọng kiến, cái trọng kiến nó có màu. Thì lúc đó đó bắt đầu đó nó mới có màu xanh, màu vàng, màu tím, màu trắng, rồi màu lòe loẹt, màu hấp dẫn, màu không hấp dẫn. Là từ chỗ đó nó dẫn đến là gì?
mới có thích có ghét. Dạ, có thích có ghét. À, đó là nhìn cuộc đời này bằng con mắt của người vô minh. Rồi nhìn thấy quán sát. Thứ hai đó là nhìn thấy quán sát bằng con mắt của người không có vô minh, hay là người có minh, người có trí tuệ. À vậy thì người có minh có trí tuệ đây nhìn cuộc đời này như thế nào? Nhìn cuộc đời này, cuộc đời này chỉ sinh và diệt thôi, rồi mất đi. Vạn hữu vạn vật ở trên thế gian này không có cái chi sinh ra mà không biến mất cả. Dạ, có cái đó biến mất rất là nhanh, nhưng mà có cái biến mất rất là lâu. Ví dụ như đó là mặt trăng nè, mặt trời nè, quả đất. Đây là những thứ biến mất có thể nói đó là lâu nhất theo cái sự hiểu biết của người đời. À, chứ còn cái mà biến mất lâu nhất đó thì phải là cái gì đó đó mà nó có tuổi thọ cao nhất. Đó là cõi vô sắc hay là cõi địa ngục A Tỳ. Tuổi thọ tới 84.000 đại kiếp. À, thì hết 84.000 đại kiếp đó đó mới mất đi. À, thì dầu cho đó tuổi thọ cao là tuổi thọ dài đó thì cũng vẫn cứ bị mất đi, có sanh ra tất yếu đó là phải mất đi. Dạ thì có rồi mất đi, đó chính là vô thường. À, mà vô thường tất yếu dẫn đến khổ đau. Rồi cái vô thường đó đó nó cũng không có tự bản thân của nó muốn nó vô thường, mà nó phải tùy thuộc vào điều kiện nhân duyên. À, như vậy thì người có minh, người có trí tuệ nhìn thấy cái cuộc đời này qua tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Theo qua tính chất vô thường, khổ, vô ngã. À, giờ mới nói rộng ràng. Người ngu là người còn dày dẫy đầy những tham sân si, dẫy đầy những mạng kiến nghi. À, thành thử ra đó là nhìn đời đó bằng cái kính có màu. À, thì lúc đó đó khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, những đối tượng, những cảnh này nè mà nó hợp với gu của mình thì là mình thích. Dạ mình thích. Giống như đó là xe vua lộng lẫy đẹp nè thì mình thích. Cô ca kỹ đó, uyển chuyển nè, trẻ trung nè, xinh đẹp nè, cho nên đó là hoàng tử A Phá Giá thích. À, bởi vì đó là những cái đối tượng vừa lòng hợp ý. À, những đối tượng, những cảnh tượng nào mà nó vừa lòng hợp ý đó thì là mình thích. Còn ngược lại, những đối tượng mà nó không có vừa lòng hợp ý, những đối tượng mà nó hợp gu đó thì là mình ghét. Như vậy là khi mình thích là năm dục sắc thinh hương vị xúc xúc đó đó mà nó hợp với mình, thì là mình thích. Nhưng mà khi sắc thinh hương vị xúc đó đó mà nó bị biến hoại đi, nó bị hư hoại đi thì là mình ghét. Vậy có nghĩa đó là mình thích cái mặt phải của năm dục, mà mình ghét đó là mình ghét cái mặt trái của năm dục. Có đó thì mình thích, nhưng mà mất đi đó thì mình ghét, mình bị hụt hẫng, mình bị chơi vơi. Đó, mình bị chơi vơi. Sở dĩ có vậy đó là vì do mình thấy, mình nhìn, mình quan sát cuộc đời này, quan sát thân năm quẩn này bằng cái kính có màu. Dạ, bằng cái kính có màu.
Thì thành ra đó ông phá giá này đó, ông thấy cái cô ca kỹ kia đó uyển chuyển xinh đẹp đẹp đẽ vậy đó, ông thích đó, ông quyến luyến ông này. Rồi đến khi đó mà hoại đi, mất đi, chết đi thì là ông đau khổ, ông tuyệt vọng. Thì từ cái tâm tư của ông đó, từ cái cảm xúc của ông mình suy ra bản thân của phàm phu tục tử. Khi chưa ngộ ra được lời dạy của Đức Phật, cái cảm xúc nó cũng tương tự vậy đó, xin thú vị. Có ai ở trong room này dám chắc khi mình bị mất đi một vật gì đó, một người nào đó mình yêu, mình thương, mình thích mà mình không có bị đau khổ không? Không có. Nếu còn là phàm, cho đến thánh Tu Đà Hoàn đó, xin thưa quý vị, vẫn còn đau khổ. Quý vị nhớ bà Visakha có một cô gái là một cái người giúp đỡ bà ta rất là đắc lực trong cái việc hộ độ chư tăng không? Đến khi cô cháu gái đó mất đi, bà ta cũng đã khóc bù lu bù la đến để trình bạch lên Đức Thế Tôn. Thánh Tu Đà Hoàn mà mất đi người mình thích nè, mất đi vật mình yêu thích nè, cũng còn đau khổ, huống chi nữa đó là người phàm. Mà chúng ta hiểu ra trên cuộc đời này không có cái chi sanh ra mà nó tồn tại mãi mãi. Sanh ra xuất hiện rồi nó cũng sẽ có một lúc nào đó nó mất đi. Chỉ là cái biết của mình đó, nó chưa có tới nơi tới chốn. Thì thành ra mình nghĩ đó, nó không thể. Do đó khi mà bị mất đi đó, bắt đầu mình bị đau khổ vậy. Tức là mình sống không có tùy thuộc vào nhân, vào duyên. Do đó là mình mới cảm thấy đó, bị hụt hẫng, bị chơi vơi, dẫn đến đó, mới chán chường tuyệt vọng, đau khổ. Đó là vì do mình nhìn, mình thấy cái cuộc đời này bằng kính có màu. Đó, bằng kính có màu. Thành ra trong 12 nhân duyên đó, các ngài mới phổ thành kệ, thành thơ như thế này: Thái hà dòng nước triền miên, lạc thì cố thủ mà khổ liền cố xua. Đầy lòng trăm chuyện chán ngưa, ngàn muôn xấu tốt chẳng vừa góp thâu. Cái gì mà nó cứ hợp gu của mình đó là bắt đầu đó là mình dò, mình giữ. Còn cái gì mà nó không có hợp gu cho mình đó là mình xua, mình đuổi, mình đẩy ra. Thì cái xua, cái đuổi, cái đẩy ra đó, đó. Cũng chính là sự tuyệt vọng, sự chán chường. Đó, sự chán chường. Thì tuyệt vọng, chán chường hay cái xua đuổi này thật sự ra nó là mặt trái của tham. Sân là mặt trái của tham. Cho nên trong cuộc đời này đó, nếu mà mình nhìn, mình thấy cuộc đời này bằng cái kính màu hồng đó, thì chỉ có hai loại cảm xúc vậy thôi, là thích hoặc là không thích, tức là tham hoặc là sân thôi. Sở dĩ còn có tham và sân đó là vì do mình mang kính có màu, xin thú vị, tức là còn vô minh, còn xiên che đậy đó, cho nên khiến cho mình mới còn thấy thích, thấy ghét đối với cái cuộc đời này vậy. Đối với cái cuộc đời này vậy. Thì đây là cái cách nhìn, cách thấy của người ba la, người ngu. Và cho đến khi nào đó mà mình vẫn còn cách nhìn, cách thấy kiểu này nè, thì mình vẫn còn phải bị khổ đau. Vì rằng ở trên cuộc đời này không có cái gì xuất hiện mà nó không có mất đi. Và rồi khi mà nó mất đi thì dẫn đến đó là mình đau khổ, mình chán chường, mình tuyệt vọng. Không tuyệt vọng. Nhưng mà ở trong cái cuộc đời này đó, không chỉ có ba lá không, tức là có người ngu không, mà bên cạnh đó còn có người trí, Pandit.
Vậy thì bậc trí đó là người nhìn thấy cuộc đời này như thế nào. Bậc trí đó nhìn thấy cái cuộc đời này anicca vata sankhara upa upada vayathammino, các pháp hữu vi là vô thường có sinh, có sinh ra bắt đầu vayathammino. Upacchitoa, sau khi sinh ra niruchanti, chúng diệt đi. Tê sang vu pasamo, chúng tức là nhân sinh và diệt đó, đó mà được làm cho yên ắng, được làm cho vắng lặng. Su khô thì là an lạc hay là tịnh lạc. Bất cứ họ hiểu vậy. Các pháp hữu vi đó có sinh có diệt, và sinh đó, nó cũng có cái nhân của sinh, diệt nó cũng có cái nhân của diệt. Vậy từ cái chỗ đó, đó mình mới quay lại cái câu kệ mà ngã sĩ chí ngày dạy cho thanh niên Upatissa, là các pháp sanh lên do nhân duyên, là do nhân duyên. Đấng Như Lai đã chỉ cho thấy cái nhân, cái duyên đó. Các nhân duyên đó mà diệt thì các pháp đó, nó cũng diệt. Bậc Đại Sa Môn đã dạy như vậy. À, như vậy thì từ đó chúng ta thấy trong cuộc đời này không có sự vật sự kiện hiện tượng nào sanh ra xuất hiện mà nó không có điều kiện, nó không có nhân có duyên. Và rồi các cái sự vật sự kiện hiện tượng đó sinh ra đó không thể nào nó tồn tại mãi mãi, mà rồi có một lúc nào đó đó nó phải mất đi, và nó phải mất đi. Thì ví dụ như này, xe của vua, thì sở dĩ mà gọi là chiếc xe là vì do có nhiều cái bộ phận, có nhiều cái bộ phận nó ráp lại, như là bánh xe nè, là căm xe nè, là cọng xe nè, là cùm xe nè, là yên xe nè, là cổ xe nè, vân vân, ráp lại vậy bắt đầu người ta mới gọi là chiếc xe. À, nhưng mà xe đó đó để dành cho vua dùng, cho nên mới gọi là xe vua, là xe vua. À, thì cái xe vua mà nó xuất hiện đó, đó là nó cũng do nhiều yếu tố nó ráp lại vậy thì mới có ra chiếc xe, chiếc xe mới xuất hiện. Thử hỏi bà con đó là sau khi cái chiếc xe xuất hiện rồi đó thì nó có tồn tại mãi mãi không, hay là đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tan rã? Xin thưa, không thể tồn tại mãi mãi được. Cái bánh xe làm bằng gỗ, cho là gỗ quý nhất luôn đi, thì cái gỗ đó nó cũng có tuổi thọ nhất định. Rồi qua quá trình do con người sử dụng nữa, thì con người đó là một cái yếu tố, một cái điều kiện làm cho cái vật đó nó mau hư hết. Và rồi nữa nè, chiếc xe đó ra không khí môi trường tiếp xúc với oxy đó, thì đó cũng lại là một cái điều kiện làm cho chiếc xe đó nó mau hư hết. Dạ, mau hư hết. Thì khi nào đó nó có một bộ phận trong chiếc xe hư, từ chỗ đó dẫn đến có nhiều bộ phận khác sẽ hư theo. Và hư đến một lúc nào đó chiếc xe đó không còn sử dụng được nữa, thì xem như đó là chiếc xe đó mất, chiếc xe đó diệt. Vậy thì chiếc xe đó sanh lên đó cũng do nhiều yếu tố hợp thành thì chiếc xe đó mới phát sinh lên. Rồi khi chiếc xe đó nó mất đi đó cũng do bởi nhiều yếu tố, thì chiếc xe đó nó mới hư hoại, nó mới mất đi. Chứ không có đơn thuần đó là nó có, rồi không có đơn thuần đó là nó mất đi được. Và nó mất đi được. Hoặc giả như cái cô ca kỹ,
Cái cô ca kỹ đó xuất hiện đến cho vương tử Akaya. Xin thưa quý vị, không, cũng không có tự nhiên tự động mà cô ca kỹ đó xuất hiện được. Đó là cũng do quá trình hoàng tử Akaya đi đánh trận này, cho nên đó là được vua cha ban thưởng. Đó, nó cũng có nhiều yếu tố, nhiều điều kiện vậy đó, thì cái cô ca kỹ đó mới xuất hiện cho hoàng tử Akaya thôi. Thì cái cô ca kỹ đó đó là mình, nó riêng mình, nó có người mình, có người mình cũng không có tự nhiên tự động mà xuất hiện được. À, nó cũng tùy thuộc vào nhân, tùy thuộc vào duyên. Mình cũng phải có mẹ sanh ra nè, thì mình mới, mình cũng phải có cha phụ hỏa, cha với mẹ đó, thì mình mới xuất hiện được. Nhưng bên cạnh đó đó là mình phải còn còn nghiệp, còn nghiệp thiện nghiệp ác. À, thì mình mới xuất hiện được. Không có tự dưng mà mình xuất hiện được. À, rồi khi xuất hiện ra rồi đó, có tồn tại mãi mãi không, xin thú gì? Không. Cô ca kỹ này tồn tại thời gian đối với hoàng tử Akaya vỏn vẹn có 8 ngày. Đến ngày thứ 8 đó, à, cô vì là ca kỹ cho nên đó là người ta phải giữ vóc dáng. À, kiêng ăn kiêng uống chẳng hạn, thì do kiêng ăn kiêng uống quá vậy sức đề kháng nó yếu, thì khi đó nó gặp gió lạ cái đó là dễ chết, và dễ chết. À, nhưng mà mình hiểu, mình học Phật pháp đó mình hiểu nữa đó, là cái nghiệp của cái cô đó tới, nó thật ra cũng mới chết. Tức là cái chết của cổ đó nó do nhiều nhân nhiều duyên, chứ không có đơn giản đó là do giữ dáng nạn kiên cử đó đó mà khiến cho cổ chết. À, thì chết đó là cổ phát sanh lên cho hoàng tử Akaya, rồi đến khi cổ chết đi thì cái chết đó, chết đi của cổ, mất đi của cổ, hoại đi của cổ đó cũng do nhân do duyên do điều kiện, chứ không có phải đó là do ước muốn do ý muốn của hoàng tử Akaya, hoặc là do ước muốn do ý muốn của cái cô đó. Rồi bản thân con người của mình cũng vậy. Mình xuất hiện rồi có những người tùy thuộc vào nhân vào duyên đó tồn tại được tháng, 2 tháng, 3 tháng, 5, 2 năm, 3 năm, chục năm, 2, 30 năm. Mới đây chúng tôi đọc ở trên báo thì thấy có một cái người Nhật sống lâu, người ta nói sống lâu nhất trên thế giới này đó là 117 tuổi. Đã sanh ra tồn tại được 117 tuổi, 117 năm. À, nhưng mà rồi đó không phải đó là sống mãi mãi. Có thể đó là 18, 19 hay là 20 gì đó, rồi bà ta cũng sẽ, đó, bà ta cũng sẽ từ bỏ cuộc đời này để đi. À, như vậy có nghĩa đó là sự vật, sự kiện, hiện tượng xuất hiện rồi nó sẽ phải mất đi. Thế vậy là có đó rồi không đó, hay là có rồi mất. Không thể nào đó mà tồn tại mãi mãi được. À, nhưng mà người ngu đó thì không có thấy, rồi không có chịu tin như vậy. À, chỉ có người trí đó thì mới thấy ra được như vậy và tin chắc như vậy. Thấy ra được vậy, tin chắc là như vậy. Nách thi sang go của cha tăng. À, cho nên đó là đối với bậc trí, đối với bậc tuệ tri, đối với bậc hiểu ra, đối với bậc thấy ra được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã của vạn hữu, của vạn pháp vậy đó, thì bắt đầu đó họ mới không có quyền luyện, không có dính mắc, không có đắm nhiễm vào trong đó nữa. Yeah, không có đắm nhiễm vào trong đó nữa. À, nhưng mà thật sự ra đó, thì khi mà mình thấy ra được vậy, mình hiểu ra được vậy đó, thì thú thật với bà con, lúc đó không có cái chi đáng để cho mình quyến luyến cả. Mình quyến luyến cái gì giờ? Tại vì mình thấy ra được đó là gì? Nó sanh nè, nó sanh ra đó,
rồi nó diệt, nó sanh ra rồi nó diệt, nó sanh ra rồi nó diệt, có lên cái rồi nó mất đi, có lên cái rồi nó mất đi, vậy đó thì quyến luyến gì vậy, níu kéo gì vậy, luyến tiếc cái gì vậy, có cái gì đâu mà níu kéo, có cái gì đâu mà quyến luyến, có cái gì đâu mà luyến tiếc. Dạ mà luyến tiếc à, thì khi nào đó mình thấy rõ được cái tướng vô thường khổ vô ngã vậy đó, thì tối thiểu nhất cũng sẽ là từ bỏ được tham tà kiến. Mà khi từ bỏ được tham tà kiến thì đồng nghĩa với việc đó là thành thánh. Và tùy thuộc vào cái sự hút tu, tức là tùy thuộc vào cái sự nhìn, sự thấy, sự quan sát về cuộc đời này, về năm quẩn này của mình đã được huân tu bao lâu, đã được huân tu tới đâu, thì khi có Phật ra đời, có giáo pháp hướng dẫn, mình ngắm nhìn cuộc đời này, thấy rõ ràng ra được tính chất vô thường, khổ, vô ngã vậy đó, thì lúc đó mình có thể trở thành thánh Tu Đà Quán, hoặc là thành thánh A-la-hán. Đây là tùy thuộc vào cái sự huân tu của mỗi người. Thì đó là toàn bộ sự hiểu biết của chúng tôi về ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài đã dạy cho Hoàng tử A-ca-da. Xin được chấm dứt thời giảng với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 171 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng Pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật Pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quay lực, đại thần lực. Cầu mong chư thiên tùy hỷ với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin hộ trì Phật Pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân đầy đức Minh Mẫn đã giảng bài Pháp Cú số 170 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Vata sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa buddha na pha ve na sa da sa ti van tu de vata sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa dhamma na pha ve na sa da sa ti van tu de Vatu sapam mangalang rakan tu sape de vata sapam sangha nu pa ve na sada sati pa one two day. Lát theo phương pháp có đến người cầu xin chư thiên hỗ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng. Sự thành lợi người, cầu cho dạ dạ sa thú sa kính tri ân thường tọa minh hạnh
đại đức minh mẫn, đại đức pháp tính cùng chư tôn đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya de wa ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mát cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an da tam pa wa sam se na cha ta a vo pa pa ti ca ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sa pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu ki răng xá tăng thẩm mô tham ma tha ra cha vô ca la sang khô hô tu sa mắc vô quá áp tha gia cha hi ta gia cha âm hề ra khăn tu sắc thẩm mô sắp bê bi tham ma cha ri nô vút tìm sâm pa phu ni ya ma tham ma ri ya ba vê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt nha, pháp xin xuống mít.